Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi đang ở trong khu vực mừng lễ Quốc khánh Thụy Sĩ được tổ chức trong thành phố Kansakone. Hội đồng quản trị của thành phố này đã có nhã ý dành cho SBTN một cuộc phỏng vấn. Trước hết là ông Jean-Marc Comte, thị trưởng của thành phố Kansakone. Bonjour monsieur Jean-Marc Comte. Pourriez-vous nous... Kính chào ông Jean-Marc Comte. Xin ông cho biết ý nghĩa của ngày 1 tháng 8 này. Oui. Alors le 1er août, c'est bien évidemment cette fête nationale suisse, hein. Ngày 1 tháng 8 là lễ quốc khánh của Thụy Sĩ. Nhắc đến sự kiện một số nông dân liên kết chống lại thái thú từ Áo Quốc. Vào tháng 8 năm 1291, họ hẹn gặp nhau trên một cánh đồng cạnh hồ Cát Con Tung để thỏa hiệp với nhau. Liên bang Thụy Sĩ được bắt đầu bằng 3 tiểu bang và đến nay gồm có 26 tiểu bang. Xin ông nhắc đến vài sự kiện quan trọng của lịch sử Kansakone. Alors le Grand Sacconnet a suivi la Suisse. Genève gia nhập vào Thụy Sĩ cách đây 200 năm và 2 năm sau đó Grand Sacconnet cũng trở thành Thụy Sĩ. Chúng tôi tìm thấy những di tích từ thời Trung cổ. Tên của thành phố bắt nguồn từ gia đình Sacconnet. Họ sở hữu rất nhiều đất đai từ bờ hồ dọc lên những vùng hiện nay thuộc về Pháp và tiểu bang Vaud. Vì vậy, huy hiệu của gia đình này còn được dùng để tượng trưng cho Grand Sacconnet thuộc Genève và Bourcinet thuộc tiểu bang Vaud. Bonjour madame Boller, pourriez-vous nous parler de Elizabeth Boller? Xin bà giải thích về cách tổ chức hành chánh cũng như thành phần dân chúng của Grand Sacconnet. Alors le Grand Sacconnet c'est une communauté d'un peu près 12000 habitants, un tout petit peu plus. Từ 10 năm nay, dân số tăng rất nhanh, đã lên đến 12000 người, gồm 120 quốc tịch khác nhau. Chúng tôi đúng là ở ngã tư thế giới. Hội đồng quản trị gồm 3 người, được sự cộng tác của những nhân viên có khả năng rất tốt. Hội đồng thành phố gồm 25 người, có thể đưa kiến nghị, có quyền chấp nhận hay từ chối những dự án của chúng tôi. Hội đồng thành phố có liên hệ mật thiết với các cộng đồng ngoại quốc không? Alors comme je l'ai dit, c'est quelques 120 nationalités, donc nous sommes énormément d'étrangers, si même si on có khoảng 45% dân số không có thông hành Thụy Sĩ, nhưng trong số 55% còn lại, rất nhiều người có hai quốc tịch nên có nhiều mối dây liên hệ, chẳng hạn như bản thân của chúng tôi sinh ra từ ở nước khác, hơn một nửa học sinh là gốc ngoại quốc, rồi lại có nhiều tòa đại diện của các cơ quan nước ngoài tại đây. Thành ra mọi sự tiếp xúc được diễn ra rất là tự nhiên. Bonjour monsieur Bertrand Favre, pourriez-vous? Kính chào ông Bertrand Favre, xin ông nêu lên vài đặc tính của thành phố Kansakone này. Oui, bonjour Bertrand Favre. Au Grand Sacconnet, nous avons une particularité d'avoir beaucoup d'associations. Thành phố chúng tôi có rất nhiều hội đoàn, sinh hoạt rất nhộn nhịp. Chẳng hạn như hôm nay, mỗi hội đoàn đều phụ trách một gian hàng về thực phẩm hay nước uống. Mặc dù rất gần trung tâm Genève, chúng tôi vẫn cảm thấy như ở vùng quê. Mỗi tháng chúng tôi đều có tổ chức những sinh hoạt cộng đồng. Chúng tôi rất hãnh diện được sống ở Grand Sacconnet. Et puis, en quoi se distingue votre... Thưa ông, vai trò thị trưởng của ông có khác với những người đi trước ông không? Alors en fait, le rôle de maire... Thật ra không có nhiều khác biệt vì hội đồng quản trị gồm có 3 người được bầu cho nhiệm kỳ 4 năm. Chúng tôi chia nhau các lĩnh vực làm việc. Mỗi người thay phiên làm thị trưởng 1 năm. Đó là vai trò dinh dự và đại diện chính quyền trong các cuộc tiếp xúc chính thức với bên ngoài. Để kết thúc, xin ông cho biết có hoài bão gì cho thành phố Kansakone? Alors on partage les mêmes ambitions, je crois, en tout cas au niveau du conseil administratif du Grand Sacconnet. Chúng tôi luôn chú trọng đến hạnh phúc của dân chúng. Thành phố chúng tôi có nhiều hạ tầng cơ sở quan trọng như phi trường, trung tâm, triển lãm Palexpo hay kịch trường Arena. Có nhiều áp lực để phát triển mạnh, nhưng chúng tôi vẫn muốn giữ không khí của một làng nhỏ, cố gắng dung hòa để bảo đảm tiện nghi và hạnh phúc cho dân chúng. Quý vị vừa nghe những phát biểu của các thành viên trong Hội đồng Quản trị thành phố Kansakone nhân dịp phái đoàn SBTN đến tham dự buổi lễ quốc khánh do thành phố này tổ chức.